Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình mang tên là Big Seven Premier League trên kênh bình luận viên Anh Quân Story. Đây là chương trình sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện cùng những góc nhìn thú vị xung quanh bảy ông lớn tại giải Ngoại Anh. Vào rạng sáng mai, Tottenham sẽ ra sân trong trận đấu muộn của vòng đấu. Liệu thầy trò huấn luyện viên Postecoglou có thể giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ Man City hay không? Bên cạnh đó có rất nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh 6 đội bóng còn lại. Còn bây giờ, không để các bạn đợi lâu nữa, hãy cùng tôi bắt đầu với chương trình ngày hôm nay. Sự kiện buồn nhất của Man United vào những ngày qua chắc chắn là thông tin huyền thoại của đội bóng, Sir Bobby Charlton qua đời ở tuổi 86. Cao thủ cũng như người hâm mộ đã có những hành động để tri ân cố huyền thoại người Anh. Chỉ có chiến thắng trước Copenhagen tại Champions League mới là một sự tri ân tuyệt vời nhất mà cao thủ của Quỷ Đỏ có thể làm cho ông. Thông tin gây sốc với các cổ động viên của Man United trong những ngày qua chắc chắn là việc huyền thoại Quỷ Đỏ Sir Bobby Charlton qua đời ở tuổi 86. Rất nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình cũng như có những hành động tri ân cố huyền thoại người Anh. Ban tổ chức sân vận động Old Trafford sẽ tổ chức buổi tri ân Charlton trong trận đấu với Copenhagen tại Champions League tới đây. Không chỉ vậy, bức tượng của ông bên ngoài sân Old Trafford cũng chứa đầy hoa, khăn quàng cổ cũng như những lời tri ân sâu sắc đến với ông. Trên mạng xã hội, huyền thoại Wayne Rooney, người đã vượt qua chính Bobby Charlton để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Manchester United, cũng đã gửi những lời tri ân sâu sắc đến cố huyền thoại. Ông là một trong những người truyền cảm hứng đến cháu cũng như nhiều người khác. Hãy yên nghỉ nhé, ngài Bobby Charlton. Trong trận đấu tới đây với Copenhagen, chiến thắng là điều tuyệt vời nhất mà cầu thủ có thể làm để tri ân huyền thoại của mình. Không chỉ vậy, Man United cần phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại Champions League khi họ đã để thua hai trận trước đó. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhận tin không thể nào vui hơn khi hậu vệ Reguilon đã có thể trở lại luyện tập trong quãng thời gian anh vắng mặt. Victor Lindelof đã phải thi đấu vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha trên sân. Tuy nhiên, Ten Hag vẫn chưa chắc liệu Reguilon có đủ thể trạng ra sân trong trận đấu này không, huấn luyện viên người Hà Lan phát biểu. Thật may mắn khi chúng tôi có sự quay trở lại của Reguilon. Bạn thấy đấy, Man United đang gặp rất nhiều ca chấn thương trong mùa giải này. Việc có để cậu ấy ra sân hay không sẽ phụ thuộc vào buổi luyện tập ngày mai. Tình hình chấn thương của Chelsea là điều mà các chủ Blue nào cũng biết. Họ đã quá quen thuộc với điều đó trong vài năm qua. Người ta còn đùa rằng những viện binh của đội bóng đủ để thành lập một câu lạc bộ thi đấu tại Ngoại Anh. Nói đùa là vậy thôi, chứ trước mắt ba lãnh đạo của Chelsea cũng đang gấp rút tìm kiếm những cái tên mới trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea vừa quyết định quay lại quá trình đàm phán với đối tác Lyon về kế hoạch chuyển nhượng Ryan Cherki, viên ngọc của bóng đá Pháp. Hồi mùa hè vừa qua, Chelsea từng liên hệ với Lyon và cá nhân Cherki. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, các bên không tìm được tiếng nói chung. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhiều lần sử dụng Enzo Fernandez trong vai trò tiền vệ tấn công. Vì thế mà nhà cầm quân người Argentina cần một gương mặt mới để xây dựng lối chơi. Lyon hiện đang khủng hoảng ở Ligue 1, vì thế Cherki đang nghĩ đến việc chuyển đến môi trường lớn hơn. Điều này giúp anh tìm kiếm cơ hội vào đội tuyển Pháp để tham dự Euro 2024. Hợp đồng của Cherki với Lyon đến năm 2025. Chelsea đang tấn công với hy vọng lấy cầu thủ 20 tuổi người Pháp gốc Algeria với chi phí khoảng 30 triệu euro. Bên cạnh đó, tình hình của trung vệ kỳ cựu Thiago Silva cũng đang rất được quan tâm. Theo tờ Daily Mail, nhiều khả năng cựu sao Paris Saint-Germain sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải. Đích đến của anh có thể là quê nhà Brazil với đội bóng mà bản thân từng gắn bó, Fluminense. Thiago Silva đến Chelsea năm 2020 theo dạng chuyển nhượng tự do cùng câu lạc bộ giành Champions League với tổng cộng 126 trận đấu chính thức. Chelsea đã có lớp trung vệ trẻ tài năng cho tương lai, vì vậy tờ Blue không vội tính đến chuyện gia hạn hợp đồng với Thiago Silva, người hiện đã 39 tuổi. Thiago Silva được đào tạo ở Fluminense, sau đó chuyển đi nhiều nơi rồi trở lại và trưởng thành trong giai đoạn 2006-2009. Bệ phóng đưa anh đến Milan rồi Paris Saint-Germain và hiện tại là với Chelsea. Fluminense đã chuẩn bị sẵn các điều khoản hợp đồng dành cho Thiago Silva, không loại trừ khả năng Chelsea sẽ đồng ý với một cuộc chia tay ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. David Raya đang là một trong những cái tên khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi thủ môn người Tây Ban Nha liên tục mắc sai lầm trong những trận đấu gần đây. Điều mà các Gunner quan tâm nhất là liệu Ramsdale có được huấn luyện viên Mikel Arteta đưa trở lại đội hình xuất phát hay không. David Raya đang là chủ đề tranh luận gay gắt của người hâm mộ Arsenal. Dù huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra ưa thích thủ thành đồng hương, nhưng màn trình diễn của anh đã khiến những nghi ngờ về vị trí thủ môn ngày càng có cơ sở. Mỗi khi chạm trán các đối thủ lớn, Raya tỏ ra lúng túng, không thể thực hiện những pha xử lý chính xác thường thấy và sai lầm đến như một hiệu quả tất yếu. Chính cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng chê bai thủ thành người Tây Ban Nha. David Raya gặp vấn đề khi xử lý bóng trong chân, nhưng quan trọng là vị trí của cậu ấy trong khung thành. Cậu ấy mất vị trí, không kiểm soát được mọi thứ. Thành thật mà nói, đối với tôi, đặc điểm quan trọng nhất của một thủ môn là họ phải thống trị và kiểm soát khung thành. Họ phải biết cách che chắn khung thành.
Tôi vẫn nghĩ rằng việc cản phá cú sút và chiếm ưu thế trong khu vực của bạn là rất quan trọng để tạo ra sự bình tĩnh và không lo lắng trên sân. Đó là những gì mà Ederson và Alisson làm, đó là hai thủ môn đẳng cấp thế giới. Và với sai lầm của Raya, đã có một số ý kiến cho rằng Mikel Arteta nên tin dùng Aaron Ramsdale trở lại. Một trận thắng nữa càng giúp cho tham vọng của Liverpool và top 4 càng trở nên rõ ràng hơn. Đã có những ý kiến trái chiều về việc Liverpool đang nhận những ưu ái từ trọng tài trong trận derby Merseyside vừa qua. Hãy xem thử những người trong cuộc nói gì nhé. Liverpool đã vượt qua Everton với tỷ số 2-1, song những dư âm, những tranh cãi từ trận đấu đó vẫn chưa hết sôi động, đặc biệt là về tình huống lẽ ra, Konate đã nhận một thẻ đỏ đầy tranh cãi. Sau trận, trung vệ Van Dijk cũng không thanh minh gì. Anh khẳng định toàn đội Liverpool đã gặp may khi không phải nhận thẻ đỏ. Anh khẳng định mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào trọng tài và việc thẻ đỏ hay không thì cũng vậy thôi. Sau trận đấu với Everton, các thủ của The Kop đã nhận một cơn mưa lời khen. Mở đầu chính là việc cựu tiền đạo Peter Crouch khẳng định rằng Luis Diaz mới chính là người xứng đáng với con số 100 triệu bảng Anh thời điểm hiện tại. Tôi rất thích Diaz, cậu ấy như thể một bản hợp đồng mới trị giá 100 triệu bảng Anh vừa mới cập bến Anfield vậy. Sự trở lại sau chấn thương của anh ấy đã thay đổi rất nhiều thứ. Còn Gary Neville đã khen khéo thủ thành Alisson Becker. Anh cho rằng David Raya vẫn là một thủ thành còn nhiều điểm yếu, anh vẫn chưa đạt được đẳng cấp trong cả khía cạnh chơi lẫn bắt bóng như Alisson Becker. Chuyển sang các chuyển động ngầm liên quan đến thị trường chuyển nhượng, Walter DiMaggio, giám đốc của tờ Kiss Kiss Napoli, đã khẳng định rằng Liverpool có một sự yêu thích rất đặc biệt đối với tiền đạo Victor Osimhen hiện đang thuộc biên chế của Napoli. Ông cũng cho rằng The Kop sẽ tiếp cận người đại diện của Osimhen bất kể việc anh có gia hạn với Napoli thêm hay không. Tottenham chính là đội bóng duy nhất trong nhóm Big Seven không ra sân trong loạt trận tối ngày hôm qua. Thế nhưng họ không cần phải đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình. Nhiệm vụ của họ đơn giản thôi, thắng và họ sẽ trở lại top 1 ngoại hạng khi mà Arsenal đã hòa Chelsea. Tottenham sẽ có trận derby Bắc London với Fulham diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Trước khi trận đấu này diễn ra, Tottenham đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Spurs sẽ đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Man City. Spurs đang có phong độ cao trong mùa giải này khi giành được 20 điểm trong 8 trận đấu. 3 điểm là mục tiêu mà huấn luyện viên Postecoglou hướng tới. Trước trận đấu, huấn luyện viên người Úc cho biết, ngoài chấn thương dài hạn của Brandon Johnson cũng như sự vắng mặt của Yves Bissouma do tấm thẻ đỏ thì gần như ông đang có lực lượng mạnh nhất trong tay. Tại kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Spurs chắc chắn sẽ có nhiều biến động về mặt nhân sự khi một số cầu thủ đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, điển hình là trung vệ kỳ cựu Eric Dier, cầu thủ người Anh có 31 lần ra sân tại mùa giải trước. Nhưng chưa thi đấu một phút nào trong mùa giải này, Dier đang cảm thấy bất mãn và anh muốn ra đi vào kỳ chuyển nhượng tới. Bayern Munich đang là bến đỗ tiềm năng của Dier, nếu cập bến hùm xám xứ Bavaria, anh sẽ có cơ hội tái hợp với người đồng đội cũ tại Spurs là Harry Kane. Postecoglou cho đến nay vẫn đúng khi không sử dụng Dier trong đội hình của mình. Tài năng huấn luyện viên người Úc đã được kiểm chứng. Mới đây, Phil Neville cũng dành lời khen cho huấn luyện viên của Spurs. Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại đánh giá thấp Postecoglou. Ông ấy vừa giúp Celtic giành cú ăn ba tại giải quốc nội, nhưng mọi người vẫn cho rằng ông ấy là huấn luyện viên hạng xoàng. Tôi thực sự thích những gì mà Postecoglou đang làm tại Tottenham. Ông ấy đã thổi một luồng gió mới và một đội bóng vô cùng rệu rã sau sự rời đi của Harry Kane. Sự trở lại của Rodri đã giúp cho Man City trở lại với sức mạnh vốn có của mình bằng chiến thắng 2-1 trước Brighton. Đã có những sự nghi ngờ, nhưng sau cùng sức mạnh của The Citizen xem ra là không thể xem thường được. Là một ngôi sao hàng đầu của Man City, tuy nhiên tương lai của Kevin De Bruyne dường như đã không còn được đảm bảo. Trang Football Insider cho hay Man City đang cân nhắc không gia hạn hợp đồng với Kevin De Bruyne do lo ngại tiền vệ người Bỉ không thể đóng góp nhiều về chuyên môn vì chấn thương liên miên. Trên thực tế, suốt vài mùa giải gần đây, đội chủ sân Etihad đã quen với việc mất De Bruyne ở nhiều giai đoạn quan trọng. Hợp đồng giữa De Bruyne và Man City còn thời hạn tới tháng 6 năm 2025. Theo truyền thông, bản thân cầu thủ người Bỉ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở sân Etihad và cũng không quá vội vàng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Kể từ khi gia nhập Man City với mức giá 54 triệu bảng vào năm 2015, De Bruyne đóng góp 96 bàn, 153 kiến tạo sau 358 trận. Mùa giải 2022-2023, 10 bàn và 31 kiến tạo của tiền vệ người Bỉ cũng giúp đội bóng thành Manchester hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ chính De Bruyne, việc phải cầy ải liên tục trong 2 tháng cuối mùa đã ảnh hưởng tới thể trạng của anh. Hệ quả tất yếu, siêu sao 32 tuổi dính chấn thương gân khuèo ngay trận mở màn ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024 và nghỉ thi đấu tới đầu năm 2024. Vấn đề thể trạng của De Bruyne, nguyên nhân khiến Man City chần chừ gia hạn hợp đồng với siêu sao 32 tuổi là do đã tìm ra người thay thế anh, Jamal Musiala. Vụ Tonali phải trở về Ý để thụ lý án phạt của mình chắc chắn đã khiến cho Newcastle phải thay đổi chiến lược của mình trong thị trường chuyển nhượng mùa đông. Họ đang nhắm ai, mua ai và thải loại ai? Chúng ta hãy cùng đón xem.
Như vậy là Sandro Tonali đã quay trở lại nước Anh và ra sân trong trận thắng 4-0 của Newcastle trước Crystal Palace. Dù không trình bày quá rõ ràng, song các cổ động viên của chiếc chòe vùng Đông Bắc cũng thừa hiểu rằng đây có lẽ là trận đấu cuối cùng của Tonali ở ngoại hạng Anh trong năm nay, khi mà anh sẽ phải trở về Ý để thụ lý án phạt từ hành vi của mình. Thông điệp trên cũng được thể hiện qua lời phát biểu của ông Rizzo, người đại diện của Tonali. Bạn có thể thấy những phản ứng và những lời ủng hộ đến từ các cổ động viên của Newcastle. Thật tuyệt vời, Sandro Tonali sẽ phải trả giá cho những sai lầm của anh ấy, nhưng dĩ nhiên là không phải đối với những thứ mà anh ấy không làm. Nhiều người bắt đầu mạt sát Tonali trên truyền thông trong khi không hề biết sự thật. Tôi chỉ hy vọng rằng mọi phán xét đều là đúng đắn. Và có vẻ những sự việc trên đối với Tonali đã khiến cho ban lãnh đạo của Newcastle phải xoay chuyển kế hoạch ban đầu của mình. Họ định mua thêm một cầu thủ tấn công vào mùa đông, song quyết định của ban lãnh đạo của đội bóng chính là phải mang về một tiền vệ trung tâm đẳng cấp với mức giá tương đương vào tháng 1. Mục tiêu đó nhiều khả năng đó chính là tiền vệ Calvin Phillips. Kế hoạch của Newcastle đã là đưa về một số 6 để giúp giải phóng Bruno Guimaraes khỏi khu vực trước vòng cấm địa. Newcastle sắp sửa gặp thêm quả núi lớn ở Champions League nữa. Borussia Dortmund huấn luyện viên Eddie Howe đánh giá rất cao bầu không khí tại Signal Iduna Park và cho rằng đây là thứ cần phải vượt qua. Tôi không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người ủng hộ chúng tôi, nhưng tôi biết họ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Họ sẽ ở đó vì chúng tôi. Vào thứ tư, đây sẽ một dịp tuyệt vời và chúng tôi sẽ cần nó, bởi vì đây là một trận đấu lớn đối với chúng tôi. Sau chiến thắng trước Paris Saint-Germain, chúng tôi muốn tiếp tục đà phát triển của mình và xem nó sẽ đưa chúng tôi đến đâu. Và đó là tất cả những câu chuyện của Big 7 Premier League hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận chương trình này vào mỗi buổi tối để có thể nghe về những câu chuyện bóng đá nổi bật liên quan đến những câu lạc bộ được yêu thích nhất tại Premier League. Đừng quên nhấn like và subscribe như một sự ủng hộ dành cho ekip của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.